Solomon Fashion, khai trương cửa hàng thứ hai 107 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3. Đúng không ạ? Đồ đẹp vậy. Ủa mà đồ đẹp quá rồi. Đây, sao lát lấy đồ? Đây, đồ của mình mà. Ủa đồ của mình hả? Ủa đồ bên mình mà. Ủa đồ mình mấy hả? Dạ. Rồi, đây là nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy là giám đốc âm nhạc của dòng Ải Dòng Ai đang gây bão trên mạng, trên sóng truyền hình trong 3 tuần gần đây quý vị các bạn. Dạ, ai chào cả nhà. Ở. Và đồ mình luôn hả? Đẹp vậy? Dạ, đồ mình đấy. Từ hôm trước mà. Dạ, đúng rồi. Ủa sao tụi em may anh đồ xấu nhưng mà may cho anh Duy đồ đẹp vậy? Còn một bộ nữa nhưng mà hôm nay may quá, có bộ này đi khai trương hợp lý luôn hả? Rồi may rồi anh Duy anh mình làm... Đôi Chân Long đúng không? Dạ đúng rồi. Không, cái cơ bản là anh Duy anh tướng đẹp, dáng đẹp. Bạn làm cũng ok mà anh Phong đẹp, anh dễ chịu. Làm Phong đẹp. Dạ. Làm thêm cho anh mấy bộ nữa đi để anh đi... Gì vậy? Má anh cầm gì? Em mới cầm đi theo anh chứ đừng lên cầm. Nó đẹp vậy? Áo fashion lên luôn. Rồi đây là đây các chị ơi, các chị nào có thích áo dài đây. Đó, tay áo dài. Rồi các bạn nãy các bạn đứng bên ngoài áo dài là áo dài mình luôn hả? Áo dài mình hết. Ở đây là tất cả là mấy bạn mặc áo dài là áo dài của mình hết luôn. Ông kêu mấy bạn áo dài vô đó đứng nhìn thấy bộ sưu tập rồi. Ngân nè, Ngân cũng có mặt nè, Ngân ơi. Qua đây cho anh Điền xem nè. Ồ. Xin không? Chúc cũng có mặt luôn. Rồi đây áo dài Coleman Fashion nha bà con. Rồi rồi đó, dàn đội hình thư ký thư cọ đẹp chưa? Rồi Vân Anh đang nhìn không ra luôn. Quá đẹp. Thôi vô lại đi, đứng ngay đi. Ta chụp hình. Ủa đẹp quá, ủa này của mình luôn hả? Cái này của mẹ luôn á. Trời ơi. Đây là Coleman Fashion for Ladies nha. Đó, còn cho for men vậy nè. Này giống như là áo dài học sinh luôn á. Mình thấy nó hơi lạc lạc quẻ, mình mặc đồ vô nó thấy nó hơi lạc lạc. Em lên mặc áo dài luôn đi. Hả? Rồi, rồi. Nhưng mà đẹp, hợp với tôi. Thôi, okay. Tránh chỗ cho các anh chị vào kìa. Trong bộ sưu tập mà. Đây nè, bộ sưu tập của Coleman Fashion. Dạ chào chị. Công ty Hồng Anh bên thân liệu. À, dạ chào anh, dạ chào anh chị. Dạ anh chị dạ. Kìa mấy bạn ơi, mấy bạn tím anh chị bên công ty Thuận Anh bên hương liệu kìa. Dạ cảm ơn. Chúc mừng anh nha. Dạ dạ chào anh chị, cảm ơn chị đã đến. Một ngày vui vẻ hôm nay đúng không? Dạ dạ. Vui vẻ nhất. Thấy anh bu quá lại chim gì. Dạ. Hôm nay nó có dịp gặp. Nó dùng là coi như vừa xay lúa vừa bồng em luôn cho chắc ăn. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, rồi anh chị tự nhiên tham quan nha. Dạ. Ờ dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chụp anh tấm hình với anh chị. Dạ, bên dạ, dạ. Anh ơi. Đúng rồi, bên dạ. Em mới thấy chị đâu rồi? Dạ chị đúng.
chắc chạy đâu rồi, hay sao mình chụp nữa đi. Chị Vân rồi. Thôi thôi chạy đi, chạy đi. Đắt là gì chị mới đẹp nè. Dạ. Dạ. 1 2 3 2 3 2. Ok. Ok. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Rồi các bạn nào, có bạn nào mấy bạn hướng dẫn khách đi giùm anh nha. Dạ. Mình dạ. Dạ đang từ từ. Từ từ. Dạ nhiều quá. Giờ lo tập trung phút quá. Cái sữa tắm này cũng chưa kịp luôn. Dạ chưa kịp. Bữa thì cũng hy vọng là bữa nay có mà bây giờ cuối cùng. Dạ không kịp. Dạ không sao đâu chị, còn nữa còn nhiều. Làm lần. Sẽ gặp anh. Dạ 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 dạ. Dạ chắc vậy quá phải. Anh chút xíu mình sẽ mua hết nha. Dạ. Chắc không kịp đâu anh, Khương Dừa nó mua nó bao hết rồi. Nó bao hết rồi. Dạ, nãy nó bỏ bom, nó quay nó bỏ bom rồi anh. Dạ. Để vô tham quan. Dạ, dạ, dạ. Ừ, rồi, ok. Chắc chém điện tắm. Ừ, chụp anh tắm đi, anh tổ chụp. Có bao si bệnh không? Rồi, vậy là hết 4 lần rồi phải không? Rồi, lát anh đứng anh nói vài ý tưởng. Rồi, 4 luôn rồi, ok luôn. Rồi, dạ. Đây, đây. Được không? Được không? Được không? Được không? Đủ chỗ không? Đủ hả? Đủ. Rồi. Rồi, ok. 1, 2, 3, 2, 3, 2. Dạ, ok. Rồi, cảm ơn anh, cảm ơn Trung nha. Cảm ơn Trung, cảm ơn Trung đến với các anh chị em đến. Mọi người tự nhiên nha. Dạ, anh cúng cái xong anh chạy vô. Đại ca, chúc mừng. Ơi, ủi. Rồi, lâu lắm mới gặp á. À, quý vị các bạn thân mến, hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2020, là một ngày một cái cột mốc vô cùng quan trọng với rất nhiều sự kiện. Cái sự kiện đầu tiên là chắc quý vị các bạn đã biết rồi, sáng nay là mình đã có cúng khai máy một cái series phim 70 tập Bánh Mì Ông Màu, và tiếp theo đây là sự kiện thứ hai, đó là tổng khai trương grand opening của cửa hàng thứ hai của Coleman Fashion tại 407 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3. Trong vòng một tuần lễ từ ngày 15 tháng 7 cho tới ngày 22 tháng 7 thì chắc chắn là sẽ có một cái chương trình giảm giá 20% trên tất cả các sản phẩm của Coleman. Mọi người đến nhanh nha. Đó. Ý tưởng là vì sao mình làm fashion thì chắc là quý vị các bạn nếu xem trước đã biết rồi. Vấn đề là rất nhiều anh, rất nhiều chị nhân dáng giống như mình. Nhân dáng không, rất nhiều khiếm khuyết, vừa lùn, vừa mập, vừa bụng to, bụng bự. Nhưng mà chúng ta mất tự tin khi chúng ta giao tiếp hay chúng ta ra ngoài xã hội. Vấn đề là gì? Trang, thời trang phải làm sao để giải quyết được cái câu chuyện này, che giấu bớt khiếm khuyết cho chúng ta. Đó là ý tưởng mà Coleman quyết định làm Coleman Fashion, để mục đích để giúp cho những người cái tướng xấu giống như mình, cái tướng coi như là phô giống như mình mà vẫn tự tin để đi ra ngoài xã hội, tự tin đi giao tiếp và tự tin chém gió. Đó, đơn giản là vậy thôi. Và bao giờ cũng vậy thì chắc quý vị các bạn thấy rồi, thủ tục là luôn luôn là thủ tục, vẫn phải có những cái thủ tục mà về tâm linh á, thủ tục hành chính thì nào khỏi nói rồi, phải có thêm thủ tục tâm linh nữa. Rồi chút xíu nữa mình sẽ mời mọi người đi tham quan một vòng của Coleman Fashion, và hy vọng rằng ở đây ngay chợ Tân Định quận nhất, con đường này là chắc mà quý vị các bạn cũng biết rồi, đây là cái con đường Hai Bà Trưng, là cái con đường có thể nói đắt đỏ nhất Sài Gòn, và chính vì vậy cho nên các cái cửa hàng ở đây, fashion shop ở đây là rất là phải nói là phải liều mạng lắm mới dám ra đây, nhưng mà thôi thì cũng phải liều mạng để cho có mặt với đời chứ giờ sao giờ, chứ chui ở cái hốc bà tó ở cầu Băng Ki hoài bà con cũng không biết mình có fashion đúng không. Đây là một trong những cái sản phẩm, một trong những cái bộ sưu tập mà mình nghĩ là tất cả quý vị các bạn sẽ rất quan tâm, là Sài Gòn Street. Đó. Trong cái ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu hai bộ sưu tập Sài Gòn Street và bộ sưu tập Bánh Mì Ơi của hai họa sĩ Phạm Khôi và họa sĩ Hoàng Anh Đức. Ủa đứng hướng nào, hướng này hả?
con, vô con. Đứng đây luôn, vô vô rồi nhìn cho đẹp đẹp. Hơi bị tối á, phải tối mặt á. Đợi anh đây. Gánh hàng rong, em là gánh hàng rong. Đây, đây là gánh hàng rong. Ok. Rồi, ở đây là hủ tiếu gõ. Ở đây là cà phê Ba Lù. Oh, how you doing? Thank you for coming. Okay, come on. Come in, come in. Order. Thì bạn đây là anh bạn Phạm Khôi, tức là họa sĩ, đã đồng hành với Coleman trong bộ sưu tầm Sài Gòn Street. Rồi chắc giờ tôi chia sẻ một chút xíu cảm xúc thôi ha. Ý tưởng thì gì đó, nói chung cái gì nói thì cứ nói cho vui. Dạ ok anh. Cái gì là đem kết nối vào. Đầu tiên thì rất vui khi được cùng hợp tác với anh Coleman, anh Vũ Điền đây, để ra mắt cái bộ sưu tầm Sài Gòn Street của anh. Thì ý tưởng của cái bộ này thì cũng xuất phát từ cái mong muốn mà đưa Sài Gòn đến những cái thứ mà thân thiện của Sài Gòn đến với mọi người của anh Vũ Điền. Mà mình sẽ em cũng như là người truyền tải cái ý tưởng đó cho Vũ Điền thông qua buổi sưu tập này. Rất là vui khi nó được thành hiện thực như ngày hôm nay. Vẫn còn nhớ là hai anh em ngồi cà phê với nhau, ngồi bên Coleman House. Xong rồi mới bàn nói ủa tại sao anh lại muốn làm muốn em vẽ lại những cái nét vẽ như thế này, thì nói là tại vì sau này thì anh mới chia sẻ được lấy cái tên là Sài Gòn Street, bởi vì những con phố Sài Gòn nó chỉ đẹp khi mà chúng ta nhìn thấy những cái hình ảnh thân thương này. Và như vậy đó chính là ôi chào bà chủ. Ôi bà chủ tìm vậy chụp của mình hả? Đó thì ý tưởng là chỉ là đơn giản như vậy thôi. Rồi xong rồi cuối cùng là đã có 12 bức. Đầu tiên xin giới thiệu bộ sưu tập 12 bức này trước, rồi sau đó lại tiếp 12 bức nữa, 12 bức ảnh nữa cũng Sài Gòn Street mà là danh thắng của Sài Gòn. Ví dụ như chợ Bến Thành, ví dụ như nhà thờ Đức Bà, Bưu Điện, thành phố, rồi còn rất nhiều cái danh thắng khác của Sài Gòn nữa. Và hy vọng là sẽ còn kết hợp với Phạm Khôi rất là lâu. Cảm ơn Phạm Khôi rất nhiều nha. Cảm ơn anh nhiều. Còn một họa sĩ nữa. Dạ. Ê, nhắm mình đi. Ủa bắt trung đâu rồi? Đưa lòn hả? Dạ, dạ. Không biết. Hả? À lấy cái lọc trước hả? Ờ ok. Tìm event đâu hả? Thôi để chạy xuống luôn đi. Mỗi con 2 trái quýt. Mỗi con 2 trái quýt hả? Ờ ok. Long Nhi đường. Rồi, con này xong rồi. Lấy cái lọc. Lì xì một cái rồi. Rồi, đây. Để vô lại đúng không? Đây con.
Rồi ok, cảm ơn Lân nha. Ok, cảm ơn. Rồi, đi xe ông Địa nha, cảm ơn Địa nhiều nha. Ok, rồi. Ôi, xuống đây. Cảm ơn con, cảm ơn con. Rồi, đứng dậy ba, đây là đi xong đất. Rồi, tụi con đi xong đất giùm, chú nha. Để chú tiếp khách nha. Bắt đầu chưa? Thôi. Anh gửi cái cặp visit. Rồi, cho anh xin, cho anh xin. Cho xin cái số điện thoại. Vâng vâng dạ. Dạ. Số của mình là 0903 03 957899. Dạ. Có nhiều cái giấy hoàng lắm. Dạ dạ, chắc gặp anh chị đâu mình bàn. Dạ. Dạ là mấy đứa nhỏ nhiều khi nó không có nói hết ý á. Đúng rồi. Dạ dạ. Có vô chưa anh? Dạ. Không biết cái máy nó đang quay, máy đang quay. Dạ, okay. Dạ, dạ. Chị lưu rồi lát nữa mình chị nhắn tin cho mình đó. Giữ giùm anh, giữ anh để lát anh. Dạ. Giữ anh cái cà phê xích của khách cho mình là anh quên. Chứ anh chạy show anh kia nó không kịp á. Tản ra để lo cho khách giùm anh đi, đừng lo cho anh nhanh lắm. Bắt đầu chạy đi. Một sự kiện đặc biệt đó chính là grand opening của thương hiệu Parliament Fashion cửa hàng Hai Bà Trưng. Và trước hết thì cho khách quý xin được thay mặt Parliament Fashion xin được gửi lời chào, lời hỏi thăm sức khỏe và hơn hết là một lời cảm ơn chân thành nhất đến với tất cả quý vị vì đã dành thời gian quý báu của mình đến đây tham gia và chúc mừng cho chúng tôi trong buổi sáng tuyệt vời ngày hôm nay. Và đến tham dự chương trình Grand Opening trong buổi sáng ngày hôm nay về phía Colorman Fashion, Khánh Duy xin được giới thiệu một người anh, đó chính là anh Colorman, anh Đỗ Văn Vũ Điền, là chủ tịch công ty truyền thông và giải trí Điền Quân, đồng thời anh cũng chính là nhà sáng lập nên thương hiệu thời trang Colorman Fashion. Duy xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Anh Sơn, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty Điền Quân. Duy xin được trân trọng giới thiệu anh Thái Đình Khánh, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty Điền Quân. Xin cùng chào đón anh Nguyễn Quốc Toản, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty Điền Quân. Xin được trân trọng giới thiệu chị Thạch Thị Kim Ngân, là tổng giám đốc công ty Điền Quân. Xin được chào đón anh Trần Thế Thương, phó tổng giám đốc công ty Điền Quân. Chia ra ngoài để đón khách. Các bạn đi ra ngoài để vợ để đón khách được. Xin được giới thiệu anh Trần Phan Minh Thiện là phó tổng giám đốc công ty Điền Quân. Khánh Duy xin được trân trọng giới thiệu chị Lương Trần Thảo Nguyên là phó tổng giám đốc công ty Điền Quân. Giới thiệu ngắn thôi, giới thiệu dài quá. Tiếp theo xin được giới thiệu chị Nguyễn Thị Thanh Trúc, giám đốc công ty Big Sale Factory. Và cuối cùng Khánh Duy xin được giới thiệu sự có mặt của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Xin được giới thiệu nữ diễn viên MC Sam. Xin được giới thiệu nữ diễn viên Hồ Bích Trâm. Xin được giới thiệu YouTuber Thanh Trần. Xin được giới thiệu streamer Fanny Trần. Cùng chào đón nam ca sĩ Vũ Thịnh. Vũ Thịnh. Chào đón diễn viên Lưu Anh. Chào đón họa sĩ Hoàng Anh Đức. Và cùng chào mừng những khách cuối cùng, họa sĩ Phạm Ngọc Khôi. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay lúc này Khánh Duy sẽ được mời lên sân khấu anh Colorman, sẽ đại diện là người sáng lập ra thương hiệu Colorman Fashion, sẽ có đôi lời phát biểu và chia sẻ cùng với chúng ta. Xin được trân trọng kính mời anh ạ. Rồi, cảm ơn. Sân khấu ở đâu? Dạ đây. Trời, sân khấu bự dễ sợ. Dạ, kính thưa quý vị các bạn, lần đầu tiên Colorman được đứng trên một cái sân khấu mà nó hoành tráng như vậy. Trời ơi, tôi thấy khách mời của tôi đứng chật kín hết, không có là vô được luôn. Rồi các diễn viên, các nghệ sĩ, rồi các anh em. Thật là xin lỗi các anh em, tại vì cái chỗ này nó chật quá, nó nhỏ quá.
mà chắc là quý vị các bạn cũng biết rồi ha, ở Hai Bà Trưng này mà diện tích mà càng lớn như nào là mình dễ ôm đầu máu chừng đó. Cho nên là cái nhà nhỏ nhỏ vậy thôi chứ cũng mệt mỏi lắm á, mà nó còn 5 tầng nữa, cho nên là thôi cũng cố gắng để ra cái con phố, một trong những con phố đắt đỏ nhất Sài Gòn, đó là Hai Bà Trưng, tại số 407 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3. Trước tiên thì không phải trước tiên, nãy giờ nói nhiều quá rồi ạ. Kế tiếp là xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý quan khách, các anh em. Nói chung là ở đây là mình không có ai là khách hết á, mà toàn là bộ là anh, tất cả các anh em, bạn bè, thân hữu, có cộng tác, rồi nói chung làm việc với nhau, xem như là chúng ta là những người bạn. Xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả những người bạn đã có mặt ngày hôm nay, rất là quý luôn, mặc dù là sáng sớm 9 giờ tổ chức, không chắc không ai mà tổ chức mà Grand Opening Fashion mà tổ chức 9 giờ sáng. Nhưng mà mọi người vẫn đến rất là đông đủ, rất là đông vui. Cảm ơn tất cả các bạn. Và kế đến thì chắc có lẽ là mình cũng... Sao em? Kế đến thì chắc có lẽ xin được phép dành một cái sự tri ân đặc biệt đến cho... Hôm nay là có hai anh họa sĩ. Thật sự thì các quý vị bạn nhìn thấy là trên người của mình đang mặc một cái áo mà mình rất là thích luôn. Đó. Mặc dù nó là chỉ là một cái chiếc xe bị gõ thôi bên dưới, nhưng mà mình rất là thích. Thì đầu tiên là xin gửi lời cảm ơn anh Phạm Khôi, họa sĩ mà mặc áo rêu ở đây, đã cùng với Colorman chúng ta cùng lên ý tưởng, xong rồi thực hiện một cái bộ sưu tập có cái tên rất là dễ thương, Sài Gòn Street. Bớt cây cô làm anh đi. Sài Gòn Street thì ý tưởng của hai anh em ngồi hôm trong một cái buổi cà phê, chỉ ngồi trao đổi với nhau thôi, và nói là Sài Gòn mình nó chỉ đẹp khi mà nhìn thấy những cái hình ảnh thân thương. Sài Gòn mà không có con người thì nói chung là Sài Gòn cũng đâu có gì đặc biệt đâu. Đó, chính vì vậy cho nên là mình rất là, chắc là quý vị các bạn cũng biết rồi, là mình hay đi review hay đi tất cả các nơi đều ngồi lề đường vỉa hè, cho nên là cái lề đường của Sài Gòn hay là nói chung Sài Gòn, lề đường của Sài Gòn nói riêng và lề đường của Việt Nam nói chung, nó là cái gì nó rất là thân thương, rất là quý với mình. Chính vì vậy cho nên là mình cũng muốn là nhân cái dịp mà ra mắt cái cửa hàng mới này á, thì mình giới thiệu một cái bộ sưu tập mang tên là Sài Gòn Street. Thật ra nếu mà nói một cách chính xác, Sài Gòn Street có nghĩa là vỉa hè Sài Gòn đó, chứ không phải gì chân á. Và nó rất thân thương, nó rất gần với mình, do mình nghĩ những hình ảnh nó đưa lên rất đẹp. Ở đây thì có áo sơ mi nè, rồi có giỏ sách nè, rồi có luôn cả những cái sổ, những cái poster rất là dễ thương luôn. Quý vị các bạn cứ đến đây là mua nha. Đó, mua nhiêu cũng được hết, 20% trong tuần lễ giảm giá. Dạ, đây, bộ sưu tập. Đó. Đâu giá đây thôi. Giá. Nghe giọng biết hồn bích trăm rồi. Đâu giá của Hà. Em đấu giá cho anh ngoài cùng nha. Ủa rồi có quà tặng gì cho anh Khôi không? Dạ, rồi vậy mời anh Khôi vô đây ly tặng luôn. Mình giặt giặt cho mình chụp rồi đây. Một cái, cái nào của anh Khôi. À, cái nào cũng được hả? Rồi đây xin gửi trân trọng. À, cảm ơn anh. Gửi tặng anh họa sĩ Phạm Khôi với bộ sưu tập Sài Gòn Street. Cảm ơn em và sẽ còn tiếp nữa. Rồi, cảm ơn anh nhiều. À, rút cảm ơn nữa hả? Okay, rồi em bước lên. Trời ơi, lịch sợ. Đây, Phạm Khôi nhé. Ủa? À, đây, Sài Gòn Street. Rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn. Rồi, thôi, nhiều. Một chút tình ha. Dạ. Rồi, lưu niệm thôi, rồi không có gì hết. Anh em mình chụp hình. Rồi, làm cái. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Rồi, dạ, nhân vật thứ hai mà mình cũng muốn dành một cái sự tri ân đặc biệt trong cái buổi ra mắt Colorman Fashion, cửa hàng thứ hai này tại Hai Bà Trưng, đó là anh Hoàng Anh Đức. Dạ đây, mời Hoàng Anh Đức với bộ sưu tập Bánh Mì Ơi. Thật ra thì mình tình cờ tìm thấy anh Đức trên mạng và thấy ảnh vẽ những cái biếm họa nào, chibi rất là dễ thương luôn. Cái sao mới nói xong rồi bạn Hoàng Anh Đức thì mình cũng xin chia sẻ là một cái câu chuyện, đó là Đức tặng cho mình một cái bức ảnh mà vẽ hình chibi mình chở cái xe đi giao bánh mì, rất là dễ thương luôn. Không biết có cái áo đây đâu, ở đây không ta? Đây, ôi rồi đúng rồi, đây. Ủa, cái này cà phê, còn bánh mì đâu? Bánh mì đây. Đây, đây, đó, đây. Hơn người mẫu này xấu quá, đi vô đi. Rồi, ok.
Đây bánh mì quay lưng lại rồi đây. Đây là cái hình ảnh đầu tiên mà Hoàng Anh Đức gửi tặng cho Colorman và gửi nhắn cho mình xong mình xúc động quá. Mình mới ngồi mình nghĩ nên mình nói thôi em ơi hay là em giúp cho anh làm một cái bộ sưu tập như vậy. Rồi làm luôn lấy cái tên đó là bánh mì ơi, và với bánh mì cà phê sữa đá và những cái hình ảnh của Colorman nó rất là dị hợm như vậy. Nhưng mà mình tin chắc rằng cái này chắc mấy bé nhỏ nhỏ tin đó sẽ rất là khoái. Dạ, đó là anh Hoàng Anh Đức là người đã giúp cho mình có một bộ sưu tập vô cùng cute luôn. Xin cảm ơn Đức rất là nhiều nha. Rồi cho anh gửi món quà lưu niệm tặng anh Đức. Rồi. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Thôi tình nhỏ làm sao quên dạ. Cái chỗ nó nhỏ nhưng mình làm ấm cúng dễ thương vậy thôi hả bà con nghe. Cảm ơn em nha. Dạ, em mới có cái giỏ bỏ vô mảnh đi nè. Giúp anh. Rồi dạ, vậy nói chung là cái buổi grand opening của Colorman Fashion Second Store at Hai Bà Trưng đến đây là chắc là kết thúc hả? Đâu có gì nữa đâu, có gì đâu. À, tri ân. À, tri ân khách mời, đâu biết kịch bản đâu. Nhiều kịch bản. Dạ thì cũng xin phép có một ít quà nhỏ nhỏ để tri ân các cái khách mời là nghệ sĩ nè. Các bạn nghệ sĩ, diễn viên, rồi thậm chí là YouTuber, là các KOL đã đến đây cùng chung vui với anh nha. Mời các bạn bước lên, anh có món quà nhỏ nhỏ thôi nha. Nhỏ nhỏ nhưng nó nặng nặng nha. Mời các bạn, mời Fanny, mời Duy, mời các bạn. Rồi. Dạ, em xin mời anh Nguyễn Hoàng Duy ạ. Em xin mời chị Sam ạ. Em xin mời diễn viên Hồ Bích Trâm. Xin mời YouTuber Thanh Trần. Xin mời streamer Fanny Trần. Rồi đây. Xin mời ca sĩ Vũ Thành. Đây đưa anh. Diễn viên luôn á. Rồi đây là anh đưa anh trước cho nhanh. Rồi ok. Thôi chỗ chật quá không cảm. Rất là xin mời họa sĩ Phạm Ngọc Khôi luôn ạ. Cảm ơn anh. Dạ vâng. Thanh Trần đúng không ạ? Thử đồ mà bị kêu. Ngồi đẹp vậy. Quá wow, rất là xin mời người ơi. Yeah. Ủa còn ai nữa? Tất cả các anh chị em, nghệ sĩ, bạn bè đã đến ủng hộ chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Anh thấy em có cái giỏ rồi anh tưởng nè. Ủa em mua. Trời. Còn bà nào nữa không? Đây nè. Ờ anh xin lỗi. Rồi đây hai em trai. Trời ơi. Đẹp quá. Chắc đông á, anh nhớ mà đông lắm mà chắc chưa đến. Anh ơi em có thể đem về được không? Đem về giùm cho người ta á. Minh Thành nè, chị Tường Vi nè. Sáng mình nè, mình bấm máy á. Quá trời diễn viên đâu đi được đâu. Mình đi ban tổ chức nha. Nói buổi chiều đi, anh ở đây buổi chiều. Chờ. Tiến Thành Nam, Tiến Thành Nam nữa. Ờ, Tiến Thành Nam hả Thanh? Anh Thành Nam chắc mặc mấy đồ này không hợp đâu. Dạ, xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Một trời đất đầy thật lớn anh nữa được không ạ? Ủa, nãy thấy giờ Khương vừa đâu rồi? Vừa đâu rồi? Hả? Anh Khương kìa, anh Khương ơi. Dạ, em mời anh Khương vừa cùng Tiến lên vị trí tiếp theo ạ. Khương vừa giờ lên hàng KOL luôn rồi. Dạ. Cái lần Colorman nói là hôm nay anh Khương vừa trở thành KOL luôn nha mọi người. Dạ. Dạ, em mời anh ạ. Hồi sáng mới giành giai giờ bữa nay còn tới đây nữa chị. Trời ơi. Ủa, không có mua mà mặc miễn phí vậy đó hả? Ồ, cùng xe mì đá Sài Gòn. Rất là dễ thương luôn mọi người. Bộ sưu tập Sài Gòn Street ạ. Trời ơi, gia nhập luôn vàng KOL luôn hả? Đầu tiên đứng ở một sự kiện lớn như thế này luôn. Anh đứng kia mình có rung không? Rung lắm. Cảm ơn anh nhiều. Sáng quay có một phân đoạn mà giờ tới bò mới bò tới đúng không? Bắt em quay nói có đúng một câu à. Không em diễn có một test luôn á. Thật sự luôn á. Mà nói một câu à, có một test xong. Rồi, anh đang bán gì bộ bánh mì dạ hết. Dạ xong rồi chạy qua đi luôn. Dạ. Dạ chúc anh khai trương phát đạt. Em sẽ lát em sẽ đi một vòng em lựa và vài bộ phù hợp với em để em tham gia. Ủa chứ không phải mua hết hả? Dạ. Sao sáng chém gió mà em qua đem mua hết luôn. Mua mấy bạn mua cho hết ở đây luôn mấy bạn cứ lựa mặt đi. Dạ. Mọi người mua hết đi, anh Khương trả tiền. Wow. Em gài đúng lúc lắm. Hey. Yeah. Mọi người lựa 5 triệu nha, anh Khương cho chỉ tiêu người 5 triệu lựa nha. Yeah. Ok rồi, ok. Có thể lựa về cho gia đình cũng được. Wow, lựa cho gia đình luôn nha mọi người. Ok. Rồi. Diễn lựa đậu ha. Ông đứng đây làm bộ lịch sự á, làm bộ nó nói kiểu giống như là hiền lành lắm, rồi ra ngoài kia qua cái máy của ổng là ổng sẽ nói gì lung tung á, tôi chưa biết lắm. Hôm nay khai trương của anh nên em thôi anh cũng lại em nha, lỡ lần này em lỡ đến lần này thì lần sau em đừng đến nữa nha. Nha, em đến em cho anh làm ăn đi, anh đang làm ăn yên ổn nha. Quá trời máy luôn. Rồi ok rồi.
rồi nói gì nói gì chơi lát nước nó thế nào ông bò qua phút mạc cho thằng coi dạ nha dạ, rồi dạ, đi rửa đầu ha cái này dạ, gì dạ? Ok xin được cảm ơn đi gội đầu chị rất là nhiều ạ. Và ngay lúc này thì chúng tôi xin mời tất cả mọi người chúng đi tham quan sẽ cùng ha. Đi tham quan okay, rồi. Và sẽ cùng tìm hiểu các sản phẩm của chúng tôi và đặc biệt đó là dịch vụ may đo trang phục tại cửa hàng. Và một lần nữa xin được thay mặt Colorman Fashion xin được cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã đến chúng tôi trong buổi sáng tuyệt vời ngày hôm nay. Dạ. Xin được cảm ơn ạ. Dạ hôm nay có gì thiếu sót mà tiếp đón mà quá chậm. Anh em mình mà không có trọn vẹn thì mong mọi người thông cảm tại vì cái diện tích nó nhỏ quá. Dạ. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong một cái buổi mà nó hoành tráng hơn ở tại tòa nhà Colorman House nha. Yeah. Dạ. Yeah. Em cảm ơn anh ạ. Rồi thôi mời mọi người đi lên lầu. Ở đây đi bộ mà. Xin mời mọi người lên lầu tham quan ạ. Đẹp quá. Trời ơi, quá dữ vậy. Rồi đưa này con, rồi mời cho mời mời đằng Lân đi ra luôn đi cho ra Rồi đây dạ quý vị các bạn, nhiệm vụ của mình là tiếp khách là phụ nhưng mà lo dắt khán giả đi là chính. Xíu là đẹp quá xíu. Ồ đây dạ. Đây là tầng 1. Đó, có cái chỗ một cái bàn ở đây để vừa may cắt may đo luôn, nó giống như bên chỗ tòa nhà Colorman House của mình vậy đó. Nè bãi này bãi mẫu dài hả? Dạ. Thôi không sao đâu, nhỏ lắm, không cần biết đâu. Hơi ồn. À bên kia có chị kia may đồ luôn kìa. Đó. Mấy đồ chắc chiều chắc hàng xóm bên kia chắc qua ngó còn nhìn cô may đồ thôi. Cô này chưa có gia đình á. Dạ. Ừ. Anh ăn nhà sớm á chiều á bận tập gym kìa. Đây tập gym rồi. Đó bên kia. Bên kia có một anh đang đứng yếu qua kìa đó. Đó kìa ông áo xanh đó ông đang đứng ông ngó qua kìa. Đắp giá là nhờ cô. Coi chừng kim nó đạp vô tay nha em. Ở đây là lý do là tại sao mà mình lại muốn có một cái khu vực để may đo tại chỗ là rất là đơn giản thôi. Thí dụ như mình ha, cái áo bình thường á mình mặc cái áo thì cái size nó khá lớn nhưng cái tay lại lúc nào cũng dài vì cái tay của mình nó rất là ngắn. Thành ra mình may lúc nào mình mua áo mà áo ngoài shop á là lúc nào là cái tay mình áo nó cũng dài tới đây mà không biết cắt ở đâu. Lại mua về là phải cắt, chính vì vậy cho nên đầu tiên cái việc của cái máy may này, cái phòng may đo này đầu tiên là để cắt đồ trước, sửa đồ tại chỗ luôn quý vị các bạn. Đến đây mua mà ví dụ như tay hơi dài, vạt hơi dài gì là có thể sửa liền tại chỗ để mang về luôn đỡ mất công. Và một cái thứ hai nữa là một số người thì mình nói gì nói cái cảm giác may đo được phục vụ nó vẫn rất thích. Và may đo nó vì cái dịch vụ may sẵn bây giờ nó đã trở thành phổ biến quá rồi cho nên cái dịch vụ may đo gần như là sắp sửa triệt tiêu. Và mình thì mình muốn rất là thích những cái hoạt động như vậy, nó mang tính thủ công, nó thấy cái kỳ công của cái người thợ may. Thật ra người thợ may cũng là một người nghệ sĩ chứ không chỉ có nhà thiết kế đâu không các bạn. Chính vì vậy mình muốn tôn vinh cái người thợ may và đó cũng là một phần trong cái concept của Colorman Fashion, luôn luôn sẽ có một cái phòng may đo nho nhỏ để phục vụ quý bạn. Ồ, bánh bông. Rồi đó khương dừa luôn kìa. Quá dữ luôn. Bụng to hơn ngực. Mà nếu như đứng mà nhìn thẳng từ trên xuống là không thấy thằng em luôn á. Bụng ba đang nói ba hả? Ừ. Đấy. Ở đây là phòng trên đây là cái tầng thứ hai đó, tầng 1 là nó thật ra là tầng 1 giật cấp thôi. Trên đây có phòng thay đồ nè, như vậy bạn fitting room ở đây hơi đang thay hả?
Em hả? Xin lỗi em rồi, đây. Phải thêm mấy cái đèn ở đây nữa nè, cho nó lung linh lên nha các bạn ơi. Hơi gấp nên là chưa xong. Em vô thử đồ luôn. Ông vô thử đồ luôn hả? Thiệt luôn hả? Thiệt chứ. Oh wow. Đây, một cái màu rất là đẹp. Cái mẫu này giống mẫu anh nè. Dạ dạ. Anh mặc áo vàng, em mặc áo đỏ. Em mua cái áo vàng size lớn mà không có, phải lo phải lấy cái size. Ok rồi thử đi. Còn không thì lát ra lấy số đo của anh Vĩnh giùm anh đi. Anh Vĩnh, bác sĩ Vĩnh, chắc mọi người vẫn còn nhớ là bác sĩ Vĩnh ở Bùn Khoáng Thiền Tâm trên Cả Tuyệt Vời. Wow, Hồ Bích Trâm, cô này dễ thương lắm luôn. Anh em lên ghép áo. Đẹp quá em, đẹp quá. Ừ, hồng với tím đẹp quá cưng. Hợp lắm á. Ôi ôi. Em là ai mà báo cho chơi, please. Thôi không giỡn nữa, không lầy nữa, mình đàng hoàng lại nè. Rồi đàng hoàng lại đi. Em lầy quá rồi, xin lỗi mọi người. Đây là một chiếc áo của Calamen cho mọi người thiết kế đây. Cái áo này chỉ có 449 ngàn. Ủa thiệt luôn hả, sao rẻ vậy, có lộn giá không đó đứa? 449 ngàn rồi em nói đúng không? Treo lộn hả, 949 mà treo 449 ngàn. Vậy nó máng lộn cái bảng giá rồi đó. 50 ngàn đó mọi người, quá rẻ luôn á nha, chất liệu rồi mọi người coi nè. Và cực kỳ sang nha, ở đây đủ màu luôn. Cái màu tím này nó đang trend nè mọi người, nó đang trend. Màu tím là tím thủy chung, bận vô là thủy chung. Yêu có một người thôi là yêu tới già luôn. Mọi người nên mua cáo này bận nha. Còn ai mà không muốn thủy chung thì mua áo màu khác cũng được. Ví dụ màu xanh hy vọng nè. Đây là màu xanh hy vọng. Trâm bán là Trâm livestream luôn kìa. Phải vô mọi người ơi, về lửa hôm nay làm nhân viên kênh Holyman một ngày nha. Bán chỉ còn được 5 cái áo thôi là em sẽ được tiền lương. Anh Cương ơi, cái mặc áo này đẹp không anh? Hai áo hả? Hai áo khác liền cho anh coi. Hai áo khác liền hả? Đi tiếp, đi tiếp. Anh em đã về, chào anh. Em chào các em. Ồ, áo này cũng Coleman Fashion này nha bạn. Ồ, oh, yeah. Tim nè, dễ thương không nè, xuống làm dạ, cái đi. Đang thử, đang đợi xa. Đang thử hả? Mua đi anh Khương cho người 5 triệu mua kìa. Đủ. Ủa, có sơn chân áo sàn suýt luôn rồi, ghê chứ, đẹp quá. Ơi em. Ừ, mà các em. Anh chết chút con bị. Đây, cái gì coi đi, cái gì nha. Hả? Đông quá. Đông quá hả? Nhỏ quá mà đông quá hả? Còn hết lầu đây là bao nhiêu lầu anh? À, 4, 5 lầu á. Nhưng mà mới làm tới lầu 3 nè. Và ở trên là mình ở trên hả? Ở trên 2 tầng, tầng 1 với tầng 2 là bán là áo quần, nam nữ. Còn tầng 3 là cái studio để chụp ảnh. Chụp ảnh cho mẫu miết rồi làm. Ủa nhưng mà cái biển tên cho lầu mình đó. Vẫn còn. Nhưng mà là mình tất cả là fashion là mình dùng ở đây. Fashion là dùng okay. Không, đây là cửa hàng thứ hai, bên kia vẫn để. Mà đây là đồ nam dưới. Đồ nam ở trên đây cũng có đồ nữ nữa. Ở đây chúng muốn là ô em vô đi. Thôi thoải mái đi, trời ơi, có đâu không. Ủa, thôi mình đi tiếp ha. Một cái. Thôi, anh em cái. Đây. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Thank you. Cảm ơn Vita. Rồi, ok. Xong chưa? Ok không? Ôi bà con đo thiệt luôn hả? Kìa Sam đang đo dưới kìa. Yeah.
trước con mà à, tụi con còn biết hình điểm trên kia tụi con vào bệnh tụi con okay. Cứu tại chỗ này ok con rồi vậy tụi con vào bệnh nha ok thôi thôi bay con chạy đi theo con rồi ok rồi rồi cái gì trước nhớ quá là số đo và thậm chí như chị Sang vừa chia sẻ là một phòng chỉ cần buông ra thôi là các cô lại giúp mình rất là nhiệt tình và rất là chu đáo đúng không ạ? Cảm ơn chị rất nhiều về cái đó là chị mặc bữa giờ anh khỏe không chị? Chị mua được hai bữa giờ nãy có mấy bạn bên The Fit Tip Plus qua muốn chụp thôi à, ừ thì chụp thôi phải ráp vô chứ giờ chờ anh em tụi ở gì ráp vô rồi. Ôi chị Trâm ơi, chị mới thay đồ. Rồi, đây, rồi ok, kiếm cái góc nào đứng chụp đi, lên đây nè, đây chụp cánh khoáng nè. Đi, lên chụp đi, đi. Lên studio chụp luôn nha. Có studio luôn nha. Anh Trung ơi. Chụp studio luôn anh. Lên studio luôn, tầng 3 là có studio, rồi. Đi, let's go. One more floor. Tôi thấy nó đi là tôi trốn rồi, cứ chạy tôi quải. Đây là cái studio đó, chụp ở đây. À, kết hợp luôn, mốt chụp poster đổ đây luôn. Chụp poster phim, chụp hay chụp chứng minh nhân dân cũng được nữa. Chỗ này chụp chứng minh nhân dân cũng hợp lý lắm luôn á. Chụp cho anh Khương mấy tấm làm chứng minh nhân dân đi. Chụp cưới luôn. Đi, anh em chụp tấm. Đây. Sang sang cho đây. Dạ. Đưa quan kìa, quan chụp. Sáng không? Ok. À được không? Cái tòa nhà thì con lúc mình đang đứng ở đây là được dùng tán. Không đổi đi. Ok. Rồi, 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 em được. Anh Cương. Vô luôn anh Cương. Anh Cương giờ hot quá. Anh Cương hot lắm mà. Rồi, rồi. Anh Cương bây giờ cũng đam mê danh vọng lắm. Ở đâu vô kêu chụp cũng chụp hết á. Ok. Rồi, ok, cảm ơn các em nha. Cảm ơn các em. Vừa. Anh mở chị nhắn rồi. À dạ trời. Dạ, để có làm cái spa bên Vinhome á. Ồ. Dạ, để đây là chị nào. Giỏi vậy. Dạ. Mở chi nhánh thì anh chờ tụi em. Mở chi nhánh gì? Chi nhánh này à? Mà em được phút mặt hay là chị? Ok, ok. Anh em kết hợp thôi. Dạ. Thôi đi xuống ha. Trên đây còn 2 tầng nữa nhưng mà chưa có đưa vô. Là làm văn phòng để cho các bạn ngồi ra ngoài đây ngồi luôn. Tòa nhà này nó nhỏ mà nó hơi cao. Đi hơi mệt nhưng mà nhưng mà thích cái hệ cầu thang này mà con đó nhìn xuống đây đẹp không? Ừ, cầu thang kiểu xưa đó, dễ thương. Dạ thôi chắc có lẽ là xin được phép là tạm rồi lại chào tạm biệt đi. Rồi, quý vị các bạn thân mến, có lẽ là xin được phép chào tạm biệt quý vị các bạn. Xin khép lại cái livestream này tại đây và cũng xin khép lại cái video của Colorman tại đây nha. Trân trọng kính mời quý bà con, cô bác, những ai yêu thương Colorman và yêu thích cái phong cách mà thời trang mà nó không giống ai của Colorman thì hãy đến 407 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3. Sẽ có tất cả các thứ để mọi người lựa chọn. Có luôn cả vải luôn và may tại chỗ, rồi có luôn đồ hàng may sẵn. Những cái bộ sưu tập rất là dễ thương, Saigon Street. Hình như mình nhớ là cái áo này cũng rẻ tiền lắm, có mấy trăm ngàn à. Rồi các áo thun nữa cũng có 300 ngàn gì đó, 300 ngàn hay nhiêu đó. Mình nhớ rất là rẻ luôn cái bộ sưu tập này. Hãy nhanh tay để sở hữu các bộ sưu tập
Saigon Street, vỉa hè Sài Gòn. À, bánh mì ơi của Coleman nha các bạn ơi, 20% trong tuần lễ khai trương từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7. Còn bây giờ mình phải đua tiếp tục. Tiếp tục tập 3 Coleman Food Mart tại Nguyễn Hữu Cầu, Tân Định và Bùi Hữu Nghĩa, chợ Bà Chiểu. Hẹn gặp lại quý vị các bạn tiếp tục. Hôm nay là một ngày chạy đua truyền hình trực tiếp trên từng cây số. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Coleman Food Mart chính thức khai trương vào ngày 15 tháng 7 với nhiều ưu đãi.